Xin chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái hóa đơn bán hàng trên cái phần mềm Kiosk Việt bằng cái máy nhiệt BT210 này nha. Thì cái phần mềm Kiosk Việt này các bạn cần phải trả phí thì các bạn mới có thể sử dụng được nha. Ngoài ra Kiosk Việt còn có một cái phần mềm miễn phí đó là Kiosk Việt Online các bạn. Nhưng mà cái phần mềm đó chỉ sử dụng được cho cái máy in nhiệt khổ giấy K80 thôi. Thì cái máy đó thì bên mình cũng có bán luôn nha các bạn. Những bạn nào muốn mua thì các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái hóa đơn bán hàng trên cái phần mềm Kiosk Việt. Còn những bạn nào mà muốn xem cái video mà in cái phần mềm Kiosk Việt online miễn phí thì các bạn xuống dưới phần miêu tả nha. Mình có làm một cái video mình để dưới phần miêu tả nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in nhiệt BT210 này và hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái máy in nhiệt này luôn nha. Thì khi mà các bạn mua máy in về thì bao gồm một cái máy nè, một củ sạc nè, một cuộn giấy và một cái cổng cáp sạc nha các bạn. Thì cái máy này là máy in nhiệt, các bạn không cần sử dụng mực nha. Các bạn mua về các bạn chỉ cần sạc đầy pin và in thôi. Thì sau khi mà các bạn mua máy về á, ở đằng sau cục pin là các bạn tháo cục pin ra nha. Ở đây mình có dán miếng dán để bảo vệ khi mà trong quá trình vận chuyển các bạn nó không có bị cháy nổ nha. Các bạn tháo cái miếng dán này ra. Rồi sau đó các bạn lắp lại để các bạn sử dụng nha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái khay giấy ra. Một tay ngón tay trỏ nè các bạn để ở trong cái khức nè các bạn. Rồi một ngón tay tay cái các bạn chịu lực lại rồi các bạn bật cái ngón tay trỏ lên nè. Là nó sẽ lên ha. Rồi trong đây có một tờ giấy in test nè, bên mình đã in test cái máy này sẵn rồi. Rồi bây giờ các bạn bỏ giấy vào nha. Đây các bạn bỏ theo cái chiều này nha các bạn. Nếu mà các bạn bỏ ngược á thì in nó sẽ không ra mực nha. Rồi các bạn đóng lại, các bạn lấy hai tay các bạn đè nó xuống. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in test nha. In test á thì các bạn tắt máy nha. Cái máy này là đang mở nè, các bạn bấm tắt. Rồi bây giờ các bạn bấm hai nút cùng một lúc. Rồi nghe hai tiếng beep các bạn buông ra. Rồi đây là thông tin của máy nha. Máy sử dụng được cho USB laptop hoặc là Bluetooth cho điện thoại nha các bạn. Rồi đây là pin nè, dung lượng pin nè. Còn ở đây là cái mã pin để ghép đôi với cái điện thoại Android 4.0. Đây là tên máy in. Ok, thì sau khi mà các bạn đã tải cái phần mềm Kiosk Việt về á và đăng nhập cái tài khoản vào á, thì các bạn được cái giao diện như thế này ha. Và bây giờ các bạn kết nối cái phần mềm Kiosk Việt với cái máy in nhiệt BT210 này ha. Đầu tiên các bạn mở cái nút nguồn lên nè. Các bạn bấm nút nguồn mở lên nè, đèn xanh trái nè. Đó. Rồi bây giờ các bạn bật cái Bluetooth cho điện thoại lên nè. Rồi các bạn vào chỗ ba gạch nè, nhiều hơn nè. Cài đặt máy in nè. Ở đây mình có kết nối một cái máy in khổ K58 cũng là Wi-Fi luôn các bạn. Đó, bên mình cũng có bán luôn nha. Rồi mình xóa. Rồi thêm máy in nè. Rồi chọn module. Các bạn có thể chọn là BMI02 hoặc BMI03 nha. Tại vì đây nó không có cái module của mình ha. Rồi các bạn dò tìm nè. Cái tên MTB2 nè. Đó các bạn click vào. Có dấu check. Rồi các bạn đặt tên máy in. Rồi các bạn lưu lại ha. Rồi bây giờ các bạn ra ngoài các bạn in thử nha. Mình sẽ lấy một cái in cái đơn cũ mình in thử cho các bạn xem nha. Rồi in. À, đây là cái build mà mình đã sửa lại ở trên cái khổ giấy của máy in K58 Wi-Fi. Bây giờ mình in lại cho các bạn xem nha. Đây các bạn ha, thì ở trên cái máy in nhiệt Bluetooth này thì nó in ra hơi chậm nha các bạn. Còn ở trên Android thì nó sẽ in ra rất là nhanh nha. Những bạn nào mà muốn xem cái video test trên Android thì các bạn xuống dưới phần miêu tả nha. Rồi đây. Nó rất vừa với khổ giấy nha. Các bạn cũng không cần phải chỉnh sửa là cái khổ K57 hay K58 gì hết. Rồi đây ha.
Rồi ok, những bạn nào muốn mua máy in nhiệt BT210 này á, thì các bạn xuống dưới phần mô tả nha. Các bạn click vào đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.